Điều Thiên Chúa ôi cao sang diệu huyền, Ngài đã mang khải tình yêu đó nơi gia đình thánh gia. Ôi tình yêu Chúa nhiệm màu biết bao, con nguyện quyết sống theo gương gia đình thánh gia. Thánh gia xưa mỗi người hy sinh quên mình, tình yêu dâng hiến sống vì người yêu. Âm thầm làm theo ý Chúa. Giêsu hiến thân quên mình cứu độ muôn dân. Thánh gia thân vui sống trong tình hiệp nhất. Thánh gia thân vui sống trong tình bạc ai. Thánh gia thân luôn sống trong tình yêu Chúa. Thánh gia thân luôn sống thương mến mọi người. Thiên Chúa ôi bao la nhiệt màu, Ngài muốn thực hiện tình yêu đó trong gia đình chúng ta. Ôi tình yêu Chúa tuyệt vời lắm thay, con nguyện quyết sống theo gương gia đình thánh gia. Thánh gia xưa âm thầm hiến thân cho đời, thực thi ý Chúa sống tròn niềm tin. Mẹ Maria sẽ khiêm nhường trung thành giữ lời kết ước. Giêsu dân thân cứu độ đem lại vinh quang. Thánh gia thân vui sống trong tình hiệp nhất. Thánh gia thân vui sống trong tình bạc ai. Thánh gia thân luôn sống trong tình yêu Chúa. Thánh gia thân luôn sống. Kinh thánh gia tấm gương tuyệt vời soi đường gia đình chúng ta. Mừng lễ thánh gia hôm nay, mừng kinh thánh gia, chúng con dâng lời ca tụng muôn đời thánh gia. Dù xe cha hiền một đời hy sinh, Maria mẹ hiền chẳng nề khó khăn. Giêsu con hiền một lòng xin vâng, dù xe đêm ngày một lòng lo toan. Maria chung lòng dạy con lớn khôn, Giêsu suốt đời làm người con ngoan. Mừng lễ thánh gia hôm nay, mừng kinh thánh gia, chúng con hứa rằng suốt đời một lòng thiết tha. Mừng lễ thánh gia hôm nay, mừng kinh thánh gia, biết sống quên mình cho người không hề phôi pha. Hôm nay mừng kinh thánh gia, tấm gương tuyệt vời soi đường gia đình chúng ta. Mừng lễ thánh gia hôm nay, mừng kinh thánh gia, chúng con dâng lời ca tụng muôn đời thánh gia. Dù xe cha hiền một đời hy sinh, Maria mẹ hiền
hiền chẳng để khó khăn. Giê-xu con hiền một lòng xin vâng, dù sẽ đêm ngày một lòng lo toan. Maria chung lòng dạy con lớn khôn, Giê-xu suốt đời làm người con ngoan. Dù sẽ cha hiền một đời hy sinh, Maria mẹ hiền chẳng để khó khăn. Giê-xu con hiền một lòng xin vâng, dù sẽ đêm ngày một lòng lo toan. Maria chung lòng dạy con lớn khôn, Giê-xu suốt đời là người con ngoan. Con thành tâm dâng hiến trọn đời,
tâm dâng hiến xác hồn để nên tông đồ của Cha và nên nhân chứng của Cha, truyền giao chân lý của Cha, gieo rắc lời Cha khắp gần xa, rồi con sẽ đi khắp miền làm nhân chứng cho tình yêu, rồi con sẽ đi khắp miền làm nhân chứng cho tình yêu, rồi con sẽ đi khắp miền làm nhân chứng cho tình yêu. Bình an, ông bà thủ tịch, tạ ơn Chúa, cầu cho linh hồn tiên nhân nội ngoại, năm linh hồn du xe, ba linh hồn Maria, một cầu bình an, ông bà quản.
tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa đã được tất cả anh chị em. Và ơn cùng cha. Ngày trở lại đây, nhưng chúng ta cũng vui được đến đây để cùng với bà con giáo họ thánh gia mừng đại lễ quan này. Và trong các vị khách quý của chúng ta hôm nay có rất nhiều bà con thân thuộc về đây dự lễ. Miền Bắc, miền Nam, ta gần anh em họ hàng. Thì chúng ta có thấy đoàn của cha Lê Kiên và Đức Bộ thì có thêm cha David, thêm thầy Isa, thầy cho thái đoàn của cha bên đoàn Đức Bộ, thái đoàn bên chủ viên của cha giáo từ thầy Hiệp, thầy sẽ giải thích cho chúng ta thái đoàn các gì bên dòng những thánh giá. Quý ông, quý bà xa gần đến đây, mừng cho giáo họ, ủng hộ giáo họ trong ngày hôm nay, ngày lễ trời rét cũng được gặp đi rước xung quanh nhà thờ, mà thấy như kiểu là nhà thờ nó cứ chập chờn. Tuy nhiên chúng ta vào trong khung cảnh nhà thờ ấm áp tình người, ta nhìn lên tượng quan này của Chúa Giêsu của Đức Mẹ Thánh Giuse lớn các bậc đang che chở và sẵn lòng ban ơn cần thiết cho chúng ta đến đây để dâng cái lễ này. Đó họ sẽ dâng lễ này để cầu nguyện cho các ơn các bậc, các vị tiền nhân thân nhân đã ra đi trước và tất cả bà con đang hiện diện trong đó họ đều được bình an và cầu nguyện theo ý những người xin. Ta vui mừng đón chào lễ thánh gia, đón chào các quý khách gia đình một tràng đầy sức lực. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Oh,
xin làm cho chúng con cùng đêm noi gương để ăn ở đương lễ nghĩa gia phong, sống đùm bọc lẫn nhau trong tình yêu mến, hầu được Chúa ưng niềm an vui bình cứu trong nhà Chúa trên trời. Chúa cầu xin nhờ Jesus Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiện trên bên Chúa Thánh Thần lên muôn thuở muôn đời. Bài sinh sách Phan Nguyên quyển thứ nhất, ngày qua tháng hạ, bà An Lai cùng thay, xin con trai bà đặt cho nó là Samuel. Vì bà nói, tôi đã xin với Đức Chúa, và người ban nó cho tôi. Người chồng là em Cana, nên với cả gia đình để dâng lễ nghi lễ thường niên cho Đức Chúa và để giữ chọn lời khấn hứa của mình. Bà Anna không nên, vì bà nói với chồng, đợi cho đến khi đứa trẻ cai sữa đã, khi đó em sẽ đưa nó đi, nó sẽ ra mắt Đức Chúa và sẽ ở lại đó mãi mãi. Sau khi cai sữa cho con, bà đưa nó lên với mình, mang theo một con bò ba tuổi, hai cùng một và một bầu da đầy rượu. Bà đưa con vào nhà Đức Chúa tại Si-lô, đứa trẻ còn nhỏ lắm. Họ sát tế con bò và đưa đứa trẻ đến với ông Lê-mi. Bà nói, thưa Ngài, xin thứ lỗi, tôi xin lấy mạng sống Ngài và thề, tôi là người đàn bà đã đứng bên Ngài. Tại đây, để công nhận với Đức Chúa, tôi đã cầu nguyện để từ đứa trẻ này, và Đức Chúa đã ban cho tôi điều tôi đã xin người. Đến lượt tôi xin nhượng nó lại cho Đức Chúa. Mọi ngày đời nó sẽ được nhượng cho Đức Chúa, và ở đó họ thờ lại Đức Chúa. Đó là lời Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhưng ông bà không hiểu lời người vừa nói. Sau đó, người đi xuống cùng với cha mẹ trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giê-xu, ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa và người ta. Đó là lời Chúa. Lời Chúa đi lô, lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà, chị em, hôm nay giáo hội cho chúng ta mừng lễ Thánh Gia Thất, Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse. Và hôm nay cũng là ngày lễ bổn mạng của giáo họ chúng ta. Chúng ta cùng quy tụ về ngôi nhà thờ thân yêu của giáo họ để chầu Chúa Giêsu Thánh Thể và công minh cường Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse quanh khuôn viên nhà thờ giáo họ chúng ta. Và giờ đây chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ để chúng ta mừng kính các đấng, và đồng thời chúng ta cũng rút ra những bài học cần thiết trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy các gia đình đau khổ trong Kinh Thánh và cách thức các gia đình đó vượt qua đau khổ như thế nào. Bài đọc thứ nhất trích trong sách Samuel kể về gia đình một người phụ nữ tên là An-ca và En-ca-na. Hai vợ chồng đau khổ vì đã già rồi và vẫn không có con. Đối với người phụ nữ Do Thái, chúng ta biết việc kết hôn và sinh con không những là một trách nhiệm với dòng tộc mà còn một trách nhiệm đối với dân tộc nữa. Không phải chỉ vì thực hiện lời Chúa hứa với dòng dõi Abraham là sẽ đông đảo như sao trên trời, như cát dưới biển, mà còn là niềm hy vọng sinh ra đấng cứu độ. Vì thế một gia đình không có con thì coi như là vô phúc, bị Thiên Chúa rủa bỏ. Người phụ nữ không có con coi như một tội đồ trước mặt mọi người. Thưa anh chị em, đặt mình trong văn hóa như vậy, chúng ta mới có thể thấu hiểu được sự đau khổ, sự dằn vặt của đôi vợ chồng già mà không có con trong câu chuyện này. Trong hoàn cảnh đau khổ như thế, hai ông bà không biết nói cùng ai. Hai ông bà này chỉ biết chạy đến với Chúa. Ông bà van xin khóc lóc cùng Chúa, đến độ mà các thầy thượng tế cứ nghĩ bà này điên hoặc say rượu vì thấy bà suốt ngày cứ nẩm bẩm trước tòa Chúa mà thôi. Hôm nay trong niềm vui và tâm tình tạ ơn, bà đã kể lại như thế này: bằng này năm trước, tôi chính là người phụ nữ đến quỳ trước tôn nhan Chúa khóc lóc cầu xin. Nay Chúa đã nhận lời và cho tôi một người con trai, và Thiên Chúa đã ban cho tôi, thì nay tôi đem nó đến đây để dâng lại cho Chúa. Mọi ngày đời nó sẽ được nhượng lại cho Thiên Chúa, và họ ở đó thờ lạy Chúa. Với niềm vui này, hai ông bà không mở tiệc ăn mừng, nhưng trước hết họ nhận ra đó là ơn Chúa, và họ đến để tạ ơn và dâng con cho Chúa. Đứa bé sau này không ai khác mà chính là tiên tri Samuel. Câu chuyện này cho chúng ta thấy cách thức hai ông bà này đã giải gỡ khó khăn trong gia đình như thế nào. Không có con thì, thưa anh chị em, biết bao nhiêu nỗi đau khổ, rồi có thể bị điều này tiếng kia, rồi có thể kêu trách, trách móc, rồi nhiều khi đổ lỗi cho nhau, tại ông, tại bà, rồi cùng nhau nhiều khi cắn cấu nhau. Đấy là những chuyện chúng ta rất thường gặp nơi các gia đình không có con. Nhưng ở đây chúng ta thấy hai ông bà thay vì than trách nhau
thì hai ông bà đã đến với Chúa để cầu nguyện, để giải bày nỗi đau khổ thầm kín của mình mà chẳng chia sẻ được với ai. Và chắc chắn Thiên Chúa là người cha, Ngài không bao giờ làm ngơ trước nỗi đau khổ của con cái, và Ngài luôn có cách của Ngài đối với những ai phó thác tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa. Câu chuyện thứ hai đó là câu chuyện trong bài tin mừng. Một gia đình hết sức đau khổ vì con, đó là gia đình của Thánh Giuse và mẹ Maria. Gia đình này rất đạo đức thánh thiện, chuyên trong chu toàn việc lên đền thờ mỗi năm như luật định. Hai ông bà sống êm ấm với hàng xóm, không có điều tiếng gì, thế mà họ cũng gặp những đau khổ. Điều đó cho thấy rằng đau khổ có thể xảy đến tất cả mọi gia đình, chẳng loại trừ gia đình nào. Mỗi nhà có một nỗi đau khổ riêng mà nhiều khi chúng ta không biết được. Và câu chuyện hôm nay kể lại việc gia đình của Thánh Giuse đã khi làm một việc điều tốt này, đó là lên đền thờ, thì lúc đó lại gặp tai họa, đó là việc lạc mất đứa con. Kinh Thánh cũng kể cho thấy cách họ giải quyết vấn đề xảy ra đối với gia đình của họ. Ngày nay có rất nhiều người cha người mẹ đã từng mất ăn mất ngủ khi phát hiện đứa con nhiều khi không trở về. Có một trường hợp mà cách đây 14 năm đi lễ ở Bùi Chu lễ đầu dòng bị bắt cóc trong Trung Quốc. Rồi 14 năm thì gia đình hết nước mắt, rồi cũng tưởng là người đó đã mất rồi. Nhưng rồi năm vừa rồi tìm cách liên lạc và trở lại, thì chúng ta thấy những người làm cha người mẹ gặp những đứa con như thế quả là vui mừng biết bao. Và nhiều ngày nay nhiều gia đình mất ăn mất ngủ vì những con đứa những con không dạy được, đứa con hư hỏng, và họ lo lắng sợ hãi hình dung ra đủ điều có thể xảy ra cho con mình. Và hình dung như thế, chúng ta thấy sự đau khổ của người cha người mẹ như thế nào trong những năm tháng vẫn còn như vậy, thì chúng ta mới thấy Thánh Giuse và Đức Maria cũng tâm trạng như thế. Họ hoảng loạn khi phát hiện ra không thấy con mình đi cùng, tìm đâu cũng không thấy. Đi lễ đền thờ về, ông thì tưởng con đi với bà thì tưởng con đi với ông. Đến khi phát hiện ra không thấy con đâu thì tá hỏa tao kinh, tìm chỗ này tìm chỗ kia, dò hỏi những người bà con hàng xóm, chẳng thấy đứa trẻ đâu. Nhưng chúng ta thấy trong lúc đau khổ như thế, họ không cằn nhằn trách móc nhau, không đổ lỗi cho nhau, và hai người vẫn sát cánh bên nhau, cùng nhau tìm con. Họ đã cố gắng hết khả năng tìm kiếm khắp nơi, hỏi thăm họ hàng và những người đi đường, nhưng dường như không có một chút thông tin nào về con của mình. Có thể nói hai ông bà đã làm mọi cách nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Tin mừng Luca đã cho chúng ta thấy giải pháp của hai ông bà trong lúc này, đó là sau 3 ngày họ cùng nhau trở lại Jerusalem và tìm. Trở lại Jerusalem có nghĩa là họ trở lại với Chúa, trở lại với sự tin tưởng phó thác cho quyền năng và sự quan phòng của Chúa và trao con cho Chúa. Họ trở lại đền thờ để cầu nguyện, để than thở, van xin cùng Chúa. Và chính trong bầu khí đạo đức thánh thiện này, họ đã tìm lại được trẻ Giê-xu. Giuse và Maria gặp con trong niềm vui và sự hãnh diện, vì trẻ Giê-xu đang ngồi giữa các bậc thầy thông luật, nghe họ hỏi. Mọi người đều kinh ngạc về sự thông minh và những câu đối đáp của cậu. Và câu chuyện kể rằng khi gặp trẻ Giê-xu, Đức Maria là người đã lên tiếng: "Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ phải đau khổ tìm con?" Câu hỏi vừa là lời trách yêu cho thấy sự tinh tế của một người phụ nữ, một người mẹ.
Có thể nói khi lạc mất con thì không ai đau khổ bằng người mẹ. Có thể nói người mẹ là người đau khổ nhất. Thế nhưng khi nói với con, Đức Maria đã khéo léo, không kéo sự thương cảm về phía mình trước, nhưng quan tâm tới Giuse hơn. Sao con lại để cho cha con và mẹ phải đau khổ tìm con như thế? Đức mẹ đã nén đau khổ của mình xuống và xếp mình đứng sau người chồng là Giuse. Chúng ta thấy có sự tinh tế quan tâm này của Đức Maria đối với Thánh Giuse, và chắc chắn sự quan tâm tế nhị như thế góp phần làm nên mái ấm yêu thương. Thưa anh chị em, đặt giả thiết chúng ta cũng có một người con bị lạc như thế, thì chúng ta giải quyết làm sao? Có nhiều gia đình cũng đã giải quyết bằng cách đổ lỗi cho nhau, bằng cách thoái thác trách nhiệm, rồi bằng nhiều cách thức khác. Và chính những nguyên nhân này làm cho sự đổ vỡ trong gia đình. Nhưng Giuse và Maria có kế hoạch khác, đã tin tưởng vào Thiên Chúa, cho nên đã đi cầu nguyện để rồi tìm lại Chúa trong đền thờ. Và kết thúc câu chuyện, Thánh Luca ghi rằng trẻ Giêsu đi cùng với hai ông bà trở về Nazareth, hằng vâng phục các ngài. Còn Maria thì ghi nhớ tất cả trong lòng. Còn Giêsu ngày càng thêm tuổi, thêm khôn ngoan. Tin mừng cũng muốn nhắn gửi cho chúng ta rằng khi vắng bóng của Chúa Giêsu trong gia đình thì gia đình gặp nao đao vất vả. Và khi tìm lại được Chúa Giêsu về với gia đình thì sẽ gia đình ngập tràn niềm vui. Khi có Chúa, Chúa sẽ ở với gia đình chúng ta để rồi gia đình được bình an. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cuộc sống của gia đình thánh mà còn gặp nhiều đau khổ như thế thì phương chi gia đình của mỗi người chúng ta không khỏi những lúc đau khổ bấn loạn. Điều quan trọng, chúng ta có giải pháp nào để giải quyết những vấn đề trong gia đình của chúng ta? Rất nhiều gia đình, rất nhiều người tự mình giải quyết đau khổ, khó khăn bằng khả năng riêng của mình, nhiều khi theo sự tính toán khôn ngoan của cá nhân. Và có những người giải quyết bằng sự nóng nảy, quát tháo, bạo lực, bằng sự dễ dãi của người đời mà không tìm đến giải pháp của Thiên Chúa. Và nhiều gia đình ngày nay đã gặp đau khổ không phải vì hoàn cảnh bên ngoài đưa đẩy, nhưng do chính vợ chồng, con cái đang gây ra cho nhau. Lý do bởi vì họ loại trừ Thiên Chúa ra khỏi gia đình của họ. Biết bao nhiêu những hoàn cảnh, chúng ta không đi sâu vào trong gia đình, chúng ta không thấy sự đau khổ. Nhiều người nhìn bên ngoài tưởng là mái ấm hạnh phúc, nhưng thực sự khi sống trong đời sống gia đình, chúng ta mới thấy mỗi gia đình có một hoàn cảnh riêng, có đau khổ riêng, có những đau khổ dễ nhìn thấy, nhưng có những đau khổ không nói được cùng ai. Vấn đề là chúng ta giải quyết nó như thế nào. Xin cho mỗi gia đình chúng ta biết noi gương gia đình thánh gia, là biết đặt Chúa trong gia đình chúng ta. Mỗi khi chúng ta gặp khó khăn, thử thách, chúng ta biết lắng nghe nhau để rồi chúng ta thông cảm và tha thứ cho nhau. Nhiều bạn trẻ, nhiều gia đình đã tìm giải pháp theo kiểu người đời, đổ lỗi cho nhau, không muốn thì bỏ, không hợp thì chia tay, mà quên đi ba chữ T trong ngày mà hai người cử hành hôn phối. Ba chữ T đó là gì? Đó là thương yêu, đó là tôn trọng và trung thành. Xin cho mỗi gia đình chúng ta mừng kính gia đình thánh gia, chúng ta hãy noi gương gia đình thánh gia để bắt chước gia đình thánh gia. Năm 2019 hôm nay cũng là năm giáo hội tiếp tục phục vụ các gia đình và quan tâm tới các gia đình đang gặp những sự đau khổ, đang gặp những sự chia ly, đang đứng ở bên bờ ly dị ly hôn. Chúng ta đến để chia sẻ với họ, những gia đình phải di dân, những gia đình hôn nhân khác nào
và những gia đình đang đứng trên bờ vực ly thân ly tán. Chúng ta đồng hành với họ, chúng ta cảm thông với họ, rồi nhất là chúng ta cầu nguyện cho họ để các gia đình được sự yên ổn. Và gia đình mà có hạnh phúc thì chắc chắn giáo xứ giáo họ mới phát triển được. Bậc lễ thánh gia hôm nay xin Chúa ban cho các gia đình trong giáo họ chúng ta cũng tìm lại được hơi ấm trong gia đình khi mỗi thành viên trong gia đình biết thông cảm và yêu thương nhau. Nhất là chúng ta nhớ giờ kinh tối trong gia đình. Chính giờ kinh tối với đạo đức bình dân ấy sẽ nuôi dưỡng gia đình chúng ta. Và trước tòa Chúa, chúng ta cùng nhau than thở và dâng lên Chúa tất cả những mối ưu tư lo lắng của gia đình chúng ta. Nhiều khi chúng ta không nói được với ai, nhưng chắc chắn với Thiên Chúa là người cha, người sẽ yêu thương và người sẽ ban lại bình an cho mỗi người chúng ta. Cầu chúc quý ông bà anh chị em trong giáo họ chúng ta, trong ngày mừng lễ hôm nay, ngày lễ gia đình, chúng ta cũng hãy về gia đình chúng ta để rồi xin Chúa ngự trị trong gia đình chúng ta. Amen. Anh chị em thân mến, gia đình là giáo hội thu nhỏ, là tế bào cơ bản của xã hội loài người. Nhưng ngày lễ thánh gia hôm nay, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện đặc biệt trong các gia đình. Hội thánh như là gia đình của Thiên Chúa, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho hội thánh luôn là hình ảnh sống động về sự hiệp nhất và yêu thương của Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Gia đình là trường học đầu tiên, là nền tảng của giáo hội và xã hội. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bậc cha mẹ luôn cố gắng sống gương mẫu đạo đức, thánh thiện, chu toàn bổn phận sinh thành, chăm sóc và giáo dục con cái. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa Giêsu càng lớn lên càng khôn ngoan nhân đức trước mặt Thiên Chúa và trước mặt mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người làm con trong gia đình biết yêu và hiếu nghĩa với cha mẹ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Cộng đoàn chúng ta là gia đình thiêng liêng do tình thương Thiên Chúa quy tụ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn tích cực đóng góp phần mình vào việc xây dựng cộng đoàn theo tinh thần của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin cho mỗi gia đình công giáo chúng con biết noi gương thánh gia, luôn sống hòa thuận thương yêu nhau và làm cho mọi người xung quanh thêm an vui hạnh phúc. Chúng con cầu xin nhờ Kitô Chúa chúng con. Amen. Mùa đông em quê xưa yêu thương.
chị em hãy cầu nguyện để đi lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Được sống vững vàng trong ân hiền Chúa và đều luôn trên thuận dưới hòa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Ở cùng cha. Cha ơi,
thần mình và mong Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến mọi thánh Chúa đang rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn mọi thánh trong đức mình cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giáo Mục Tô Ba, chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa thương ban bình an cho tất cả mọi thành phần trong giáo xứ, trong giáo họ chúng con. Và xin nhớ đến các tôi tới Chúa là ân bậc các ân thân nhân của giáo họ chúng con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết đi con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Đức Maria mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và trong năm Đức Trinh Đức, các thánh đông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi thánh tử và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vinh diệu Thiên Chúa đem qua tuổi trần gian, ta được mời đến sự kiện thiên đàng Chúa. Thank you.
cha nhân từ, cha đã nuôi dưỡng chúng con nơi hoàn thiện thánh thế. Xin cho chúng con hằng biết noi gương thánh gia để sau đời khổ ai được cùng Chúa Giêsu Kitô Đức Mẹ và Thánh Ca Du sẽ hưởng vinh phúc muôn đời. Chúng con cùng xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.